Thưa quý khán giả, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác để qua mặt cơ quan chức năng. Để có các tài khoản này, các đối tượng đã mua lại. Nhiều đường dây mua bán tài khoản bị phát hiện. Mới đây nhất, cơ quan chức năng tại Đà Nẵng vừa khởi tố hai đối tượng Nguyễn Thị Anh, 31 tuổi, ngụ tại Hà Nội và Lê Thị Bình, 30 tuổi, ngụ Đà Nẵng về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo điều tra, Anh và Bình cùng quê Đắk Lắk nên thường xuyên liên lạc với nhau. Vào tháng 5 năm 2021, Anh được một người trên mạng xã hội đặt mua tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng mỗi tài khoản. Anh đã bàn bạc với Bình đi cùng nhau kiếm người làm tài khoản để bán lại kiếm lời. Cả hai đã mời gọi người thân, bạn bè, thậm chí chỉ là những người không quen biết để mở tài khoản ngân hàng và mua lại với giá 700.000 đồng một tài khoản. Hai cô gái này đã mua bán được 56 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 16 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu thập chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của hai cô gái trên. Thực tế cho thấy các loại tội phạm thường thuê người mở tài khoản, thẻ ngân hàng hoặc mua lại tài khoản, sau đó sử dụng chính vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, người dân không nên bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác.